Cái sinh nhật đó các bạn, nó để cho cận cảnh. Cận cảnh có sơn ăn có muốn nha các bạn. Hôm nay để cho cận cảnh với có sơn ăn có muốn nè. Đại hộp nó uống đi. Để cho cận cảnh về có sơn nó ăn có muốn các bạn. Có sơn ở trong để nuôi trong cái chuồng của em dư chuột đợi nhưng mà để lấy ra, để đút ra muốn cho em ốc sơn ăn các bạn. Không, con đang quay. Ốc sinh ăn các bạn. Em ốc sinh ăn có muốn nha các bạn. Em ốc sinh hiếm này nha các bạn. Nó ăn có chút xíu à. Nó muốn ăn rồi nó ăn ngốc nhớt hay sao. Lại phải nhúng đi miếng nước nữa các bạn. Cho nó bám chắc vô. Ốc sinh này nha các bạn. Đừng nói đâu rồi. Nè có sơn thì bà nội có sơn này thì hiếm, nó hiếm lắm. Đâu có hay gớm đâu, con gì hiếm thì. Con ốc sơn này hiếm lắm các bạn. Bây giờ thì để cho em ốc sơn này ăn rau muống nha các bạn. Bây giờ thì để cho em ốc sơn hiếm ăn rau muống. Dạ nó có ốc sơn, con ốc sơn hiếm đúng không? Có ốc sơn quý, có ốc sơn quý đúng không? Cho ốc sên quý ăn đâu muốn. Đây là em ốc sên của đại các bạn, nhưng mà em ốc sên thì hiếm ăn ra được bữa trước ban đêm thì đợi mới phát hiện thì đợi để bắt được luôn các bạn. Ốc sên em ốc sên ăn đâu muốn nha các bạn. Ốc sên hiếm, em ốc sên hiếm này ăn đâu muốn luôn. Em ốc sên này bữa trước ban đêm, hôm trước ban đêm thì đợi ra ngoài để bắt gặp để bắt bỏ dưới chuồng em đi chuột của các bạn. Em ốc sên thì cũ lắm rồi nhưng mà bò lâu mà đợi quá không phát hiện nữa các bạn. Bữa nay thì để mới phát hiện rồi. Ốc sên này ốc sên cũ như các bạn nhưng mà hiếm. Em ốc sên thì hiếm lắm các bạn. Ốc sên hiếm nha các bạn. Ồ, ăn rau muống. Đó, em ốc sên ăn rau muống nha các bạn. Rồi em ốc sên nghỉ ăn rồi các bạn. Ốc sên này phải cần có nước mới được các bạn. Ốc sên thì cần có nước mới được. Có nước mới được nha các bạn. Đây là em đi chuột có đợi các bạn. Hồi nãy để cho em đi chuột tắm nắng rồi các bạn nhìn. Em đi chuột có đợi để cho em đi chuột tắm nắng rồi ăn lá rau muống rồi các bạn ạ. Để cho em đi chuột ngày tắm nắng và ăn rau muống rồi. Ô sao cái đuôi tự để nó chuyển động ấy nhỉ? Ảo nhỉ. Em muốn xin đang ăn rau muống nha các bạn. Em muốn xin các bạn ăn rau muống nha. Ốc xin hiếm ăn. Sơn này ăn rau muống nha các bạn. Sao có chất nhớt gì? Ở đâu mà có cái chất nhớt nên nhớt cho nên nó dính vô rau muống nha các bạn. Ủa cái chất nhớt của em ốc sơn các bạn ơi. Cái chất nhớt của em ốc sơn thì nhìn sơn nó dính vô rau muống luôn. Ăn, ốc sơn này ăn nha các bạn. Em ốc sên này thường là rất là chậm lớn như các bạn. Em ốc sên này thường rất là chậm lớn như các bạn. Ốc sên này thường rất là chậm lớn, có ốc ma thì mới nhanh lớn thôi chứ em ốc sên hiếm lại thì rất là chậm lớn luôn. Em ốc sên này thường rất là chậm lớn các bạn, có ốc ma thì mới nhanh lớn thôi chứ em ốc sên này thì chậm lớn lắm. Rất là chậm lớn các bạn, nhìn cái vỏ không phải là ốc ma nha các bạn. Nhưng mà nhìn cái vỏ em ốc sên này không phải là ốc ma. Ốc ma nha các bạn. Dạ ốc ma là phải á, nó phải tròn, nó phải tròn mà mình đích cái đích nó dài nó nhọn lại có sọc nha các bạn. Em ốc này thì cái vỏ khá là dẹp lại nó màu vàng nha các bạn. Nhưng mà vỏ ốc này không có sọc lại cái vỏ khá là dẹp, nó không có nó màu vàng nha các bạn, không phải ốc ma nhưng mà nó không có đích nhọn nha các bạn. Em ốc sên này khá là rất là khác thường nha các bạn. Ốc sên em ốc sên đệ này rất là khác thường luôn. Rất là khác thường luôn nha các bạn.
xanh thì phải cần có nước mới được các bạn ạ. Không có nước là không có nước là trốn trong vỏ ngoài luôn các bạn. Ốc sên này là phải cần nước nha các bạn, không cần nước nó không chuyển động đâu các bạn. Ui, cái đuôi của em ốc sên này đang quắn vô cọng rau muống luôn các bạn ạ. Ủa sao em ốc sên này thò cái đuôi ra quắn vô cọng rau muống luôn. Ui, em ốc sên này thò cái đuôi ra quấn vào cọng rau muống luôn các bạn. Ảo nhờ, sao ảo nhờ. Cái đuôi em ốc sên đang ăn rau muống thì cái đuôi với em ốc sên quấn vào cọng rau muống ăn luôn. Em ốc sên này là dùng cái đuôi của em ấy mà quấn vào cọng rau muống luôn các bạn. Em ốc sên này có cái đuôi, lát dùng cái đuôi quấn vào cọng rau muống luôn. Siết chặt vào cái cọng rau muống luôn nha các bạn. Ôi, cái đuôi em ốc sên này tự nhiên đang lấy cái đuôi quấn vào chi ảo nha. Em ốc sên này lấy cái đuôi tự nhiên quấn vô cọng rau muống chi vậy, sao ảo, bữa nay ảo nha. Em ốc sên thì tự nhiên lấy cái đuôi quấn vô cọng rau muống các bạn đó. Cái đuôi của em ốc sên này lấy cái đuôi quấn vô cọng rau muống luôn, quấn vô cọng rau muống luôn các bạn. Ok, để sẽ bắt cái ốc sên này lên nha các bạn. Đó, em ốc sên có lợi các bạn, mà em ốc sên này thường rất là hiếm gặp nha các bạn. Ốc sên này là quý dữ lắm, chứ không có bình thường đâu. Em ốc sên này là quý dữ lắm các bạn, không có bình thường đâu các bạn à. Những cái vỏ em ốc sên này không phải là ốc ma nha các bạn. Ốc ma thì phải có cái đít dài lại là có sọc nha các bạn. Em ốc sên này quý lắm các bạn à. Tự nhiên em ốc sên này lấy cái đuôi quấn vào cọng rau muống mà ăn luôn các bạn ơi. Tại em ốc sên này lấy cái đuôi mà quấn vô cọng rau muống ăn luôn các bạn. Tại em ốc sên này đang ăn rau muống thì lấy cái đuôi quấn vô ăn luôn các bạn ơi. Ảo thiệt ghê. Em ốc sên này lấy cái đuôi quấn vô cọng rau muống ăn luôn các bạn. Em ốc sên này lấy cái đuôi quấn vô cọng rau muống ăn luôn nha các bạn. Những cái vỏ ốc sên này lấy cái đuôi quấn vô cọng rau muống ăn luôn các bạn nè. Sao ốc sên này bữa nay ảo lắm các bạn, lấy cái đuôi quấn vô cọng rau muống ăn luôn, cầm nhưng mà không sợ gì hết luôn. Để cầm em ốc sên này nhưng mà đang ăn rau muống mà không sợ gì, không có chuyện gì sợ hết các bạn nè. Lấy cái đuôi vô nhưng mà đã không có chuyện gì sợ hết. Cầm lên vỏ gì mà không sợ luôn các bạn. Không sợ luôn. Cũng không sợ luôn các bạn. Tự nhiên em ốc sên này lấy cọng ngầm lấy cái đuôi quấn vô cọng rau muống ăn luôn. Lấy cái đuôi như các bạn quấn vô cọng rau muống ra ăn luôn các bạn. Ăn luôn. Ok. Ốc sên thì phải cần có nước mới được nha các bạn. Ôi, em ốc sên này chốt nữa rồi các bạn. Phải cho thêm miếng nước vô mới được. Phải cho thêm miếng nước vô nữa các bạn. Em ốc sên này thường rất là khó nuôi nha các bạn. Em ốc sên này thường rất là khó nuôi luôn. Nhưng mà ốc sên này cũng rất là quý hiếm nha các bạn, mà khó nuôi lắm. Có lợi thì phải có nước. Các bạn khi các bạn muốn nuôi ốc sên này thì bạn phải cần lấy nước để vào mặt. Để vào vỏ ốc sên á, em ốc sên mới đủ sống được các bạn. Chứ em ốc sên này thường cũng rất là dễ sống nhưng mà khó nuôi các bạn. Khi mà các bạn mà muốn nuôi á thì bạn phải lấy nước vũ hoặc là đổ vào cái vỏ ốc sên này thì ốc sên mới họ bắt đầu ra bò chuyển động được. Khi mà bạn muốn cho em ốc sên ăn lá thì bạn có thể lấy cọng rau muống để vô cho em ốc sên ăn cũng được các bạn. Có rau muống thì ốc sên này mới ngửi mùi mới dám thò đầu ra bò ăn các bạn. Chứ các bạn muốn em ốc sên này thì bạn phải có nước để chút cái nước dụ nước đổ vào cái vỏ em ốc sên này, phải có thêm miếng nước ít chứ, miếng nước chút xíu này để cho em ốc sên này rất là dễ sống nha các bạn. Ốc sên này phải cần nước mới được, còn ốc ma thì để nuôi thì không cần nước đâu.
có ốc ma thì mình nuôi thì không cần nước các bạn. Có ốc sên thì ốc sên này thì nuôi mới cần nước thôi. Có em ốc sên này nuôi mới cần nước các bạn à. Còn ốc ma thì nuôi không cần nước. Ủa không cần nước luôn. Ốc ma thì nuôi không cần nước mà ốc sên thì nuôi cần nước. Nhưng nuôi mà có ốc sên quý với lại thì nuôi mới cần có nước mới được các bạn à. Nhưng mà khó nuôi lắm. Khó nuôi lắm các bạn. Rất là hiếm luôn. Ốc sên này hiếm lắm. Ôi ok. Để phải dũ nhúng đi miếng nước vô nữa các bạn. Cái lá dính nhớt. Dính nhớt không mà các bạn. Ốc sên này khó nuôi. Thường khó nuôi lắm các bạn. Vậy phải có nước mới được. Mỗi khi chúng ta muốn nuôi em ốc sên quý này thì chúng ta phải cần nước đổ vào cái vỏ thì nó thò đầu ra các bạn. Ốc sên này cần nước là phải, chúng ta phải đổ ít chút miếng nước vậy thôi thì nó hò cái đầu ra luôn. Ôi em ốc sên này ăn rồi chúng ăn luôn các bạn, ăn luôn như các bạn nhìn, ăn luôn như các bạn. Để phải đẩy nắp lợi với các bạn, không đẩy nắp lợi để ốc sên bò đi ra ngoài ngủ nữa không các bạn. Ây da, có kiến các bạn nhìn. Ây da, có kiến nó ăn cái nắp luôn rồi. Mấy con kiến này mày hả con? Ây da, có kiến các bạn ơi, không được rồi, có kiến á, nó trên đó. Ây da, tao xin lỗi mày, tao lãng quên mày. Để từ từ nha các bạn. Nhưng mà để lắc về nó nhát lắm các bạn. Em ốc sên này thường nó còn nhát lắm chứ nó đâu có que gì đâu các bạn. Em ốc sên hiếm có đợi vậy, thường rất là nhát như các bạn. Nó không có que gì hết, nó không que hết, nó là nhát luôn. Nhát luôn các bạn nhìn. Ồ, bò lên được luôn. Để phải đậy cái nắp này cho nó khít đỡ được các bạn nhìn. Em ốc sên này thường bây giờ quen rồi các bạn. Nhưng mà vẫn còn hơi nhát một chút nha các bạn. Mà vẫn còn hơi nhát một chút nha các bạn. Ok, để em ốc sên này phải xét vô trong được các bạn. Đừng có để ra ngoài nắng nha các bạn. Để ra ngoài nắng là tèo của ngoài hình. Em ốc sên này để phải để khít vô trong này. Xét vô trong này các bạn, đừng có để ra ngoài nắng. Để ra ngoài nắng là em ốc sên này tèo. Nó tèo của ngoài hình. Ây da, có con kiến nữa rồi các bạn ơi. Để phải bắt cái con em kiến này ra rồi. Kiến này đang tính kêu. Để em kiến này ở đây rồi, nó kêu lãnh thổ ra nữa các bạn ơi. Để em kiến này ở đây luôn. Để em kiến lên trên cái nắp như thế này. Em kiến nhỏ này kêu mấy bọn đàn lãnh thổ lại đây ăn áo xanh nó lại các bạn. Để phải bắt em kiến này ra mới được. Không bắt là em kêu bày đàn lãnh thổ vô ăn cái em áo xanh này luôn các bạn. Ốc sên này để xét vô trong được các bạn. Để xét ra ngoài thì có nắng là ngẫm luôn các bạn. Em ốc sên này để xét vô trong mới sống được. Còn để xét ra ngoài thì có nắng chiếu vào ngẫm luôn các bạn. Để sợ vậy á. Nhưng mà năm nào em ốc sên thôi để xét vô trong mới đúng. Để ra ngoài nắng là nắng chiếu vào nước thì em ốc sên này nóng quá ngẫm luôn. Ngẫm luôn các bạn. Để đóng cửa lại nha các bạn. Đóng cửa cho nó khít lỡ được. Ok, bye bye các bạn, tạm biệt các bạn. Nhớ like, subscribe và đăng ký kênh như bình luận dưới. Bye bye các bạn nha.